Hello, chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu một chút về cái hệ thống mặt nạ của con máy Shimano, là một trong những con máy nằm ở cái dòng cơ bản nhất của Shimano ha. Dù là có rẻ nhất đi trong dòng Shimano đi chăng hạn nữa thì em nó vẫn được trang bị là một cái bảo hành là 1 năm đó ha. Em đã được trang bị là hai cái mặt đạn, một cái roller bearing và một cái ball bearing nằm ở trên cái trục chính main shaft ha, để mà vận hành cái pinion gear, là cái cốt cái bánh răng truyền, bánh răng truyền đó, pinion gear hình củ tỏi hay gì đó ha. Rồi như vậy thì em được trang bị hai cái ball bearing, còn hai cái bên má này sử dụng là hai cái bushing, có nghĩa là hai cái silen chứ nó không phải là mặt đạn. Nhìn vô anh em mở cốt này ra, nhìn vô thì nhìn vô trong cái bên trong á, anh em sẽ thấy nó có màu xanh hoặc là cái màu trắng đục của sữa đó, thì đó không phải là mặt đạn mà đó là cái bút sơ ha. Cái bút sơ này vận hành, nó vận hành thay thế cho mặt đạn để kéo cái chi phí xuống, để cho con này thành còn 470 ngàn. Nhưng mà hỏi cái mặt đạn, cái bút sơ, cái silen đó đó, nó có bị mòn không? Nó bị mòn, nó sẽ bị mòn theo thời gian, nó bị mòn, mặt đạn còn mòn mà đừng nói bút sơ. Nhưng mà mình thấy cái con này lúc mình bán hôm 3 năm trước tới bây giờ thì có những anh em người ta vẫn còn chơi một cách bình thường nha, vẫn còn chơi một cách bình thường không gì hết. Giữa một cái silen gọi là cái phốt đó, thôi nó nói nôm na hay là cái phốt bằng mũ đi, với cái mặt đạn thì hai cái đó là giá cả nó khác nhau, thấy không? Khác nhau hết. Nhưng mà cái độ bền á, nó cũng không hơn nhau nhiều đâu. Thằng kia là cái ball bearing nó sẽ nhẹ hơn, quay nó nhẹ hơn, nhưng mà nó sẽ làm nặng con máy. Tại vì một cái bằng mũ và một cái bằng kim loại, thì cái bằng mũ cũng cùng diện tích, thì cái con này nó sẽ nhẹ hơn đó. Và con này á, trong hãng người ta khuyến cáo á, là có chơi được nước mặn à, salt water available, nó là chơi được nước mặn, kháng mặn. Ok, thì cũng vì hai cái phốt bằng nhựa đó đó cho nên nó kháng mặn, nó vô là vô đây. Thấy không? Mình thấy đi, mình thấy coi cái nước mặn nó sẽ vô chừng chỗ nào, loại trừ cái hơi nước ra nha, lên hơi nước thì nó vô đâu cũng được. Còn nếu như mà sau khi mình gắn vô như vậy, đó, sau khi mình gắn vô vậy, như vậy thì nước dù có tạt vô vô đây đi nữa thì vô đây làm sao mà vô trong này được nè, nó phải chảy qua đây, vô đây thì hai cái chỗ này là hai cái chỗ ngấm ngầm nè, hai cái chỗ cái cốt này nó ngấm ngầm, nó dễ bị vô nhất, thấy không? Thì cái nước chỉ cần lọt vô đây thôi là vô tới không. Thì hai cái phốt này nè, nó cũng là một trong những nguyên nhân để cho cái con này có cái khả năng chơi được nước mặn ha. Thì con này mình đang bán và là một con cuối cùng, mình không có làm cái dòng này nữa, là con này là 470 ngàn. Rồi cái thông số của nó là gì vậy? Thứ nhất là 5 chấm Girito, nó là 5.0, market 4 kg, nặng 260 g, 2 ball bearing và 71 cm một vòng quấn ha. Rồi đó là thông tin rất là cơ bản và chi tiết về con này. Rồi như vậy thì mình thấy, mình bắt đầu mình định nghĩa lại, vậy cái máy có bao nhiêu mặt đạn, cái máy Shimano máy dập có bao nhiêu mặt đạn là ok, là chơi ok đấy. Thì đây đây chính là câu hỏi giải quyết một cái câu hỏi mà nhiều người hỏi. Ủa anh ơi, cái máy khởi em thấy máy kia 4 5 mặt đạn, 6 7 mặt đạn, 9 10 mặt đạn gì chẳng hạn. Thì cái con Shimano Sena hang gử này là một cái định nghĩa rất là cơ bản nhất của cái câu hỏi là bao nhiêu mặt đạn trong cái máy là ok. Và con này á, cái trải nghiệm thực tế thì nó đã sống hơn 2 năm nay, vẫn hoạt động một cách bình thường, có gì đâu, đúng không? Như vậy thì tối ít nhất là nó sẽ có 2 mặt đạn. Rồi là con máy đã hoạt động rất là ok. Thì hôm nay cũng nhờ cái video này mình sẽ giới thiệu luôn với anh em một cái combo cần Shimano và máy Shimano mà giá có thể không thể nào rẻ hơn được nữa ha. Thì mình giới thiệu đến anh em một cái cần Shimano 2S1 size MH, tên nó là Shimano Scrimita ha. Cái này mình bán cũng một cây thôi,
để mình bán chung với cái con này cho anh em nào mà muốn hàng xài hàng Shimano mà giá mềm nhất có thể, thì cái này mình đang bán là 1.150.000 ha, rồi cộng với con máy 470.000. Khi nào anh em mua combo mình sẽ fit cái con này thành là 450.000 để chi, để cho nó chẳng cái số tiền kiểu gì hết. Rồi thì mình nhìn sơ qua cái Shimano Sutra này ha, thì anh em nó vẫn thấy là cán hở đây, ok đó, thấy không? Thì đây là cái bát bắt máy của nó, đó anh em thấy không ha. Rồi thì cái này 2m1, có chỉ số là gì, 2m1, lua từ 14 đến 42 gram ha, lua từ 14 đến 42 gram. Rồi trên này thì nó không có để cái cây này đặc biệt nhất là nó không để lai quay, cái lai quay nó chỉ để là lua quay thôi, là 14 đến 42 gram vậy thôi. Mà nhìn nghe tới cái chỉ số 42 gram là mình thấy là cái con này, cái cây này khả năng là chơi nhá sống là ok. Rồi thì cái này là mình bán 1.150.000. Khi anh em mua chung với con này thì em mình sẽ fix con này thành giá 450.000 để cho nó chẳng cái tiền. Đó là coi như là 1.450.000 rưỡi, là mẫu này 1.600.000 ha. Rồi thì đây là cái bộ cần câu mà hàng chính hãng, mà giá có thể là không thể rẻ hơn được nữa, đó là 1.600.000 bộ này ha. Mình chỉ có thanh lý, mình chỉ bán một bộ này, chỉ có một bộ một thôi. Rồi thì đây là bộ cần câu chính hãng, máy Shimano, cần Shimano mà giá rẻ nhất có thể ha, mình chỉ có một bộ duy nhất. Rồi anh em nào nhanh tay thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0917 161 979 ha. Thì còn về cái con máy này thì mình đã nói mới nãy rồi, thì mình khuyến khích thêm anh em, khuyến khích cho anh em ha, là cũng nên cố gắng là đọc cái schematic này, để mà đọc schematic thì anh em thấy mình sẽ nói thêm về cái này. Anh em thấy mỗi một cái chi tiết như này nó đều gắn một cái con số, thì cái con số đó gọi, người ta gọi là cái con số spare part, là phụ kiện để dành là thay thế đó ha. Thì cái con số này nó sẽ kèm theo đó là một cái bảng, đó là tên cái của cái con số đó. Thí dụ như mình thấy trong này mình chú ý tới hai cái bạc đạn đi, tại đó có hai bạc đạn mình chú ý tới nó, hai bạc đạn. Thì hai cái bạc đạn đó nó mang cái số là, thứ nhất là 18549 và 8554. Thì mình thấy trên hình này nè, nó để cái số trên hình, nó để số ngay chẳng tay mình nè. Về anh em tự coi ha. Thì lật qua đây mình coi cái 18549 với lại là 8554 nó là gì. Đó thì nó để một cái gọi là clutch và một cái là ball bearing 18559, gọi là roller clutch ha. Thì nó chính là cái bài đạn chống trả ngược đó, một chiều đó. Rồi cũng kèm theo clip đó thì đó, cái máy này nó cũng sẽ khẳng định cho anh em luôn là một cái con máy Shimano hai bạc đạn, hai ball bearing thôi, một cái roller với một cái ball bearing, thì nó đã vận hành rất là tuyệt vời, rất là nhẹ nhàng, chứ không cần mà đến 5-6 cái bạc đạn, thấy không? Nó đã hoạt động rất là ok. Thì chính vì cái điều mà nó sử dụng hai bạc đạn đó, cho nên nó làm cho con này cái thế hình này rẽ xuống ha. Rồi ok, thì cái clip này cũng tới đây coi như là chia sẻ với anh em chút xíu về cái sự hiểu biết của mình ha, để cho anh em tìm hiểu thêm
Tại vì ngoài cái môn chơi câu kéo bông xuôi, đôi khi mình về nhà không câu thì mình cũng nhìn lên con máy câu để mình tìm hiểu cái này cái này cái này cái này chẳng hạn. Nó cũng là một cái thú vui trong cái môn chơi. Hello vậy, cảm ơn anh em đã xem clip ha. Rồi cái bộ đó mình nhắc lại ha, mình chỉ có một bộ thôi, mình bán với nó với là một giá 1,6 triệu khi anh em mua hai cái với nhau ha. Ok, cảm ơn anh em.